Chào mừng các bạn đến với blogruble.com. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng view, và ở đây thì tôi đã tạo ra một cái content type là product, và product đây, và nó có field là category, thumbnail, title và body. Thì ở đây tôi đã tạo ra một số dữ liệu, một số cái product để demo cho các bạn về cách tạo view và làm việc với cái view. Thì bây giờ ta sẽ vào structure view, add new view. Ở đây ta có thể là sẽ chọn là bay hoặc là block. Nếu mà chọn bay thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái bay và cái view bay, và cái bay đó thì nó sẽ trình bày cái view. Và nếu mà chọn block thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái block, và ta muốn gắn cái block đó đi đâu thì tùy tùy chúng ta. Đây tôi sẽ tạo ra một cái view là product view. Đây tôi sẽ chọn là content, và content type là product. Tôi sẽ tạo bay. Và đây ta có thể, nó có một số cái kiểu đó là grid. Grid tức là nó sẽ ra các cái grid sẵn, ví dụ như là một một cột, hai cột, ba cột hay gì đó, hoặc là HTML list. Thì đây nó sẽ ra là UL hoặc OL. Đây tôi sẽ chọn là fill. Thì ở đây nó có một số cái kiểu fill hoặc là teaser hoặc là full body. Thì ở đây tôi sẽ, trước tiên tôi sẽ demo về cái fill trước. Item trên một bay đó là tôi sẽ chọn là 6 6 bài trên một bay. Sử dụng bigger. Ok, thì đây là cái view. Nó đầu tiên thì nó sẽ add sẵn một field đó là title. Thì ta sẽ thêm một số field nữa, đó là thumbnail, product thumbnail. Product thumbnail thì nó hình rất là to. Ở đây ta có thể sử dụng nhỏ lại, đó là thumbnail 280 152. Thì cái này tôi đã tạo ở trong image style, thì các bạn có thể vào config. Image và tạo ra một cái image style. Đây thì ở đây tôi tạo ra một cái là thumbnail 280 152. Thì nó sẽ kéo nhỏ cái hình lại với cái kích thước này thôi, và save. Và ta sẽ thêm field nữa. Ta sẽ thêm field nữa, đó là content body. Ở đây nó sẽ, tôi sẽ chọn là summary. Nó sẽ hiện lên cái đoạn test summary, hoặc là nếu mà không có thì nó sẽ trim. Và một cái link,
Đây, và bây giờ ta sẽ save cái view này lại. Thì sau khi save xong, ta có thể vào cái đường link này để ta xem. Ta sẽ vào đường link này. Đây là cái view ta đã tạo ra, nó sẽ tạo ra cho ta một cái bay. Thì ta có thể gắn nó lên menu. Structure. Menu. Main menu. Và add thêm một link nữa. Đó là product. Path. Path này thì các bạn có thể lấy ở trong view này. Path này nó ta cũng có thể đổi lại. Product. Đây là cái view ta đã tạo ra. Thì ở đây mỗi đây là một dòng, một row, và trong cái row này nó sẽ có là từng view, là view title, hình, body và cái link view more. Thì ở đây ta sẽ sắp xếp lại hiển thị của cái view của một view, các view này. Thì các bạn có thể vào cái phần rearrange và sắp xếp kéo lên xuống hoặc là remove đi. Sale. Ok. Sale. Thì cái hình nó đã chạy lên trên. Đấy, thì ở trong cái theme, ở trong theme tôi cài nó có hỗ trợ sẵn là một số cái nút này. Ta sẽ xem nó ra như thế nào. Đó là cái more. Thì ở đây ta sẽ add một cái class vào cái link này là class more. Các bạn click vào content link và rewrite result output this field as a link. Ở đây ta sẽ điền vào cái class đó, các bạn thấy là nó đã đổi rồi. Thì ở đây ta có thể add thêm một số cái một vài cái CSS nữa để cho nó có thể plot left hay plot right gì đó. Style on theme. Style. View row. Ta cũng có thể định nghĩa được các cái class của một cái dòng. Thì bạn có thể vào view không, bạn vào phần format và setting. Thì ở đây ta sẽ có thể đặt được cái class của row. Đây là product item. Và tôi sẽ tắt hết
những cái class của cái role, class mặc định. Các bạn thấy là nó đã bây giờ nó đã tắt hết những cái class mặc định và nó đã add vào một cái product item mà tôi vừa add vào. Thì ở đây ta sẽ có thể style cho nó một xíu. Product item. View, product view. Sale add hay class lab thì ở đây tôi chỉ demo một số một số cái CSS thôi, demo nó có thể là float left, float right vân thì các bạn thấy là tôi vừa tạo xong một cái view thì ở đây nó sẽ hiện tất cả những cái product và phân trang vân vân và ở đây là nó hiện tất cả product và tôi sẽ có thể add thêm một cái filter để cho nó filter theo category product category. Thì cái category này hồi nãy tôi đã nhập sẵn ở trong phần taxonomy. Đây là một cái taxonomy term thì add và sale. Thì nó chỉ hiện những cái product nào thuộc cái IMAC thôi. Vâng. Và bây giờ xóa nó đi ha. Tôi bây giờ tôi sẽ xóa xóa cái này đi để cho nó hiện ra tất cả. Tiếp theo, các bạn thường thấy là ở những trang web bán hàng thì thường thường nó sẽ vào trong một cái sản phẩm thì nó sẽ hiện ra những cái sản phẩm nào thuộc cùng thể loại, cùng category hoặc là cùng một số cái liên quan gì đó. Thì cái đó nó làm như thế nào thì ta sẽ ở trong view ta cũng có thể làm được. Add, ta sẽ vào cái view và add một cái block. Ok, đây là một cái block của cái view này thì nó hoàn toàn giống với cái view bay
Bây giờ ta sẽ add một cái Content to Filter, đó là Category, Product Category, và ta sẽ chọn là Rovin Default Value. Ở ô tai ta sẽ chọn là Taxonomy Term ID From URL, và ở đây nó sẽ load một cái filter, đó là từ node bay, và cái category của ta là đó là tag. Hồi nãy tôi chọn cái tag để làm category. Thì cái tag này là gì? Tag này là một cái taxonomy term thôi. Và apply. Save. Ở đây có một chỗ các bạn cần lưu ý nữa, đó là add cái field này cho cái block nào hoặc là cái bay nào. Thì ở đây nó đang chọn là on display, cho nên là hồi nãy tôi add cái field này thì tôi không có chọn lại chỗ này, cho nên là nó ở bên cái phần bay này nó cũng add vào luôn. Thì đây ta sẽ xóa nó đi. Quay lại block thì các bạn thấy là vừa rồi tôi xóa mà tôi không có chọn lại, nó ở bên block nó cũng xóa luôn. Thì ở đây để cho nó không hiện tất cả các add vào tất cả các view thì ta sẽ chọn là override, deep block override. Sau khi save xong thì phần block nó sẽ thêm cho ta một cái block nữa, đó là đâu rồi ta, đây đó là product view. Bây giờ ta sẽ vào cái trang product, một cái đây thì nó đã hiện ra những cái product nào mà thuộc cùng cái category của cái product detail của cái product ở trên. iPad thì nó sẽ hiện những cái iPad. Thì vừa rồi các bạn vừa tìm hiểu về cái Content to Filter. Thì trong cái view này nó có rất là nhiều cái mà chúng ta có thể tìm hiểu và có thể ứng dụng. Nó rất là rộng cho nên tôi không thể nói hết cùng một lúc được. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn override template của một cái view. Thì ở đây chắc có lẽ là tôi sẽ tạo ra một cái view mới. Thì ta sẽ vào phần vào lại phần view và add new view, block, và đây là product. Carousel. Thì ở đây tôi sẽ tạo ra một cái carousel dạng như là
các cái sản phẩm nó sẽ slide qua. Đây mình sẽ tạo thêm một cái thumbnail. Đây, thumbnail. Sắp xếp nó lên. Bây giờ ta sẽ tìm download cái BX slider để làm cái carousel. Download. Ở đây nó có một số sample. Thì các bạn thấy là tôi thấy là có một số bạn là hỏi là làm như thế nào, cái carousel làm như thế nào, thì chúng ta cũng có thể làm bằng bằng view được. Thì đây tôi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cái này bằng view, và với cách là override template của một cái view. Thì cái này nó rất là đơn giản, chúng ta sẽ làm sao để cho nó ra cái dạng HTML như thế này. Thì hồi nãy chúng ta đã tạo ra một cái view rồi. Ủa, đây view, chúng ta sẽ dùng cái view vừa tạo ra để làm cái carousel. Ở đây các bạn thấy là nó cái dạng của nó là UL và UI. Ở đây bạn vào trong view bạn sẽ thấy một cái mục đó là team, và ta sẽ nhấp vào information. Thì ở đây nó là nó sẽ hiện ra một số cái template cho cái view. Đây tôi sẽ override template cho cái display outer. Thì bạn sẽ copy cái tên này, tạo một trang mới, save lại ở trong cái thư mục ruột của chúng ta, theme. Tôi hướng dẫn lại đó là bạn sẽ copy cái tên này để tạo ra một cái file mới ha. Đây, save lại, và bạn có thể bạn sẽ copy cái code của nó ở trong đây. Thì đây là phần outer, và đây là phần format của chúng ta. Nó có format là hồi nãy chúng ta xem nó là list, một số format gì đó. Thì ở đây nó đang là unformat. Ta có thể copy cái tên này lại. Tạo ra một file mới. Code dán vào đây. Và thì các bạn xem là ở đây nó ra dạng là li. Thì ở đây ta sẽ cho nó dạng là li. Đây là li. Và phần outer chúng ta có thể bỏ hết những cái lằng ngoằng rắc rối này đi.
Sau đó ta có thể click vào nút Rescan Template. Nếu mà các bạn thấy nó chuyển qua bôi đen cái file mà các bạn copy thì nó đã được override với cái template của các bạn. Bây giờ ta sẽ ok và save lại. Bây giờ nó đã tạo ra một cái block rồi, ta sẽ lấy nó ra. Block view, đây là view của cái cell vừa mới tạo. Ta sẽ cho nó ở đâu đây? Content. Và ta sẽ cho nó, và được save lại thôi. Đây là cái view carousel thì nó đã được override lại thành UI và LI. Nó có class là slider. Bạn thấy là trong cái trong đây tôi đã chuyển nó lại thành class slider. Và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái thư viện này BX slider để chúng ta làm. Ta sẽ thêm cái CS vào. CS và CSS. Sau đó ta sẽ include cái file CS và CSS này vào trong cái theme style. BX slider. Script CSS. Và sau đó ta phải click kết thì Google nó mới nhận lại cái file info của team. Ok, thì tôi vừa click kết. Và bây giờ ta sẽ add thêm một cái file JS nữa để chúng ta có thể viết JS cho cái slider này. JS. Custom. Sau đây các bạn chúng ta sẽ click kết lại.
Số mà lâu quá. Xong rồi, clear cái xong rồi. Ta sẽ refresh lại trang. Và ta sẽ xem là nó đã nhận cái file chưa. Đây, base slider. Ok, nó đã nhận cái file base slider rồi. Thì bây giờ ta sẽ viết cái CSS vào. Ở đây nó đã hướng dẫn cho chúng ta. Thì ở đây là function. Query ta thử alert ra để xem là nó có chạy không ha. Vâng, nó đã chạy. Bây giờ ta sẽ bỏ cái phần code base slider vào. Slider thì ở đây cái class hồi nãy của tôi đặt đó là slider, bây giờ tôi sẽ đổi nó lại. Sao nó lại chưa chạy ra? Slide chấm base slider. Sao nó lại không chạy vậy? Chắc có lẽ là nó thiếu. Document load xong. Thì sau khi cái document nó load xong thì nó sẽ làm cái base slider này. Ok, thì các bạn thấy là nó đã chạy rồi. Đây là cái base slider. Các bạn có thể sử dụng cái này để làm một số cái slide, cái carousel cho cái website. Vâng, tóm tắt bài học hôm nay thì chúng ta đã tìm hiểu được cách tạo view dạng bay, tạo view dạng block. Và chúng ta đã tìm hiểu được cái cách mà tạo view cái content to filter. Thì các bạn có thể thử thêm một số cái trường hợp, thử thêm một số cái option nữa trong trong cái phần view này. Và tiếp theo thì chúng ta đã tạo được một cái
carousel bằng cái BX slider này nó rất là đơn giản. Vâng, và hôm nay có lẽ là đến đây thôi. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.